Xin chào các bạn đã đến với Tinh Tế. Video này mình sẽ trên tay và chia sẻ đến với các bạn chiếc máy rửa chén Beko đang đây. Thì cái chiếc máy rửa chén này nó sẽ phù hợp cho cái việc sử dụng hàng ngày với những gia đình đông thành viên tầm 4 đến 5 người, và đặc biệt phù hợp hơn cho các dịp tiệc tùng. Bắt đầu video để cùng tìm hiểu với mình nha. Cái chiếc máy rửa chén này nó được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu. Ngoại hình tổng thể thì nó có màu bạc, một màu rất là sáng, sang trọng đối với những cái thiết bị gia dụng. Đây cũng là một cái màu sắc hài hòa và sẽ dễ phối với không gian nội thất của gia đình. Thiết kế nói chung của máy rửa chén cũng đơn giản thôi. Đây là cái phần cửa tủ, nó được mở ra với dạng là kéo xuống. Đây là phần tay nắm cửa và bảng điều khiển cũng như là đèn LED được đặt ở khu vực chính giữa và ở bên dưới tay điều khiển luôn. Khu vực bảng điều khiển này nè, chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái nút bấm cơ để mà điều chỉnh cái tính năng của máy rửa chén. Thì ở từng cái phím bấm này chúng ta sẽ có những cái ký hiệu để mà chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt được những cái tính năng và sử dụng nó mà không có phải lẫn lộn. Và ở giữa là bảng đèn LED, nó sẽ hiện những cái thông số về thời gian cũng như là tính năng mà chúng ta chọn cho cái chu trình rửa chén ở bên trong này. Ở bên trong có hai tầng ngăn chứa, nó được thiết kế theo dạng trượt ra như thế này. Đó. Và những cái thiết kế bên trong đây nó rất là linh hoạt để phù hợp cho chúng ta có thể cùng lúc rửa chén, dĩa, nồi, chảo, khay, những cái thiết bị từ nhỏ cho tới lớn. Ví dụ như ở cái ngăn dưới này nè, nó sẽ có những cái rãnh như thế này. Khi mà chúng ta có nhiều dĩa hay là tô thì chúng ta có thể ngăn nó ra ở những cái rãnh này. Còn khi mà chúng ta muốn có một cái không gian để những cái chiếc nồi hay là chảo hay là những cái thau để rửa thì chúng ta có thể gập nó xuống để mà dành ra một cái không gian vừa đủ lớn cho những cái vật dụng lớn hơn ở bên trong đây. Ở đây cũng có một cái rổ để đựng dao kéo và muỗng nĩa riêng biệt, và cái rổ này nó được thiết kế độc lập. Và khi mà chúng ta đặt nó vào trong cái khay á thì chúng ta có thể di chuyển nó qua bên trái hoặc là qua bên phải để mà tối ưu cái không gian chúng ta đặt để những cái dụng cụ khác ở bên trong này. Còn ở ngăn bên trên này nè, thì nó được thiết kế để mà chúng ta có thể điều chỉnh cái độ cao theo 3 cấp bậc. Ở đây nó có cái phần tay nắm nè, có cái ký hiệu lên xuống, thì chúng ta bấm vào đây để mà nâng hay là hạ cái ngăn ở bên trên này xuống để mà có cái không gian rộng ở bên dưới chúng ta để những cái vật dụng lớn. Bên cạnh đó thì ở ngăn trên này nó còn tích hợp thêm một cái bộ kệ úp ly riêng. Đây, có từng cái rãnh để mà chúng ta để những cái ly để mà cố định ở bên trong của máy rửa chén, giúp đảm bảo là những cái chiếc ly này nó được giữ một cách an toàn và tránh cái việc là bị vỡ. Cũng như bình thường, khu vực chứa nước rửa hay là viên rửa nó được đặt ở cửa của máy. Beko họ thiết kế cái nắp dạng trượt, thì cái thiết kế này nó rất là dễ cho cái việc là đóng mở hay là thêm những cái nước rửa, viên rửa vào trong đây. Vòi xịt nước ở bên dưới nó được thiết kế theo công nghệ chuyển động xoáy và tạo lốc để tạo ra một cái áp lực nước mạnh mẽ để làm sạch những cái vết bẩn dễ dàng hơn. Thì nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy là ở từng cái vòi nước ra này nè, nó không có được thiết kế đồng đều nhau mà nó sẽ xoay theo những cái hướng khác nhau. Và chính cái thiết kế này thì trong cái quá trình vận hành, nước được xịt ra theo cái dạng là lốc giống như là xoáy gì đó, nó sẽ giúp cho những cái vết bẩn ở trên bề mặt chén dĩa hay là dụng cụ của chúng ta nó được sạch hơn do cái áp lực nước nó mạnh hơn. Về mặt công nghệ thì ở cái chiếc máy rửa chén Beko này nó được áp dụng công nghệ có tên gọi là Hygiene Intense. Đó là một cái công nghệ rửa nước nóng diệt khuẩn. Máy sẽ bắt đầu làm sạch ở cái nhiệt độ tối thiểu là 60 độ C và bắt đầu rửa với nhiệt độ tối thiểu là 70 độ C. Với hơi nước được tạo ra ở nhiệt độ cao như vậy thì nó sẽ giúp cho chén dĩa được sạch bóng hơn, và thứ hai là diệt khuẩn, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Thứ hai là công nghệ làm khô tăng cường Steam Cloth. Công nghệ này được thiết kế dành riêng cho việc rửa đồ thủy tinh. Hiểu nôm na, với cái công nghệ Steam Cloth này nó sẽ giúp cho đồ thủy tinh nhanh khô hơn và đạt được cái độ sáng bóng như là mới mua, mà lúc mà chúng ta rửa bình thường á, khó mà đạt được cái độ sáng bóng giống như vậy. Khi mà chúng ta chọn cái tính năng Steam Cloth đó thì cái chu trình nhiệt sẽ kéo dài thêm 10 phút. Với cái nhiệt độ như vậy nó sẽ giúp cho bên trong ly nó được khô ráo sạch sẽ và không còn nước. Còn đối với những bạn hay là những gia đình nào thường xuyên làm bánh nè, hay là sử dụng lò nướng, chúng ta có nhiều khay và rửa ở bên trong cái chiếc máy rửa chén này, thì chúng ta có thể áp dụng cái tính năng là J-Wash. Đây là một cái chương trình làm sạch khay với áp suất cao. Bên cạnh đó, máy rửa chén cũng cung cấp cho chúng ta những cái chương trình rửa khác phù hợp cho từng những cái tình huống. Ví dụ như là rửa nửa tải, thì cái rửa nửa tải này nó sẽ giúp tiết kiệm năng lượng, thời gian cũng như là điện nước. Nếu như mà có nhiều loại chén, dĩa, nồi
son chảo gì đó thì chúng ta không biết chọn cái gì thì chúng ta có thể chọn là rửa tự động, cái dễ nhất đúng không? Hoặc là có những chương trình khác như là rửa tăng cường tự động 70 độ hay là rửa ly thủy tinh 40 độ C. Ở trên đây nó có ký hiệu hết, tùy vào nhu cầu mà chúng ta cứ lựa chọn những cái chương trình rửa ở trên mặt của bảng điều khiển. Và cuối cùng là tính năng mở cửa tự động ở cuối chu trình. Thì vào cuối chu trình rửa, khi mà đạt được cái mức nhiệt độ đỉnh trước rồi thì cửa tủ sẽ được tự động hé ra khoảng là 10cm cho không khí vào và lưu thông. Thì cái việc tự mở cửa ra, không khí được lưu thông ở bên trong, nó sẽ giúp chén dĩa và những cái dụng cụ ở bên trong nó được làm khô một cách tự nhiên, đồng thời là cũng tiết kiệm được năng lượng. Mình đang có một số thao nồi chén dĩa dơ và mình sẽ sắp nó vào trong cái chiếc máy rửa chén Beko này để các bạn thấy là cái số lượng mà cái chiếc máy rửa chén này đáp ứng được sẽ là như thế nào, cũng như là cái tính linh hoạt của những cái khay ở bên trong đây khi mà chúng ta có thể điều chỉnh cái vị trí cũng như là gập mở nó. Mình sẽ chọn cái chương trình đơn giản nhất là rửa tự động và sau đó mình quay lại để xem là cái thành quả chén dĩa của mình như thế nào. Thì sau khi mà rửa xong thì đây là thành quả, những cái chén dĩa cũng như là vật dụng ở bên trong nó đã được sạch kinh kích. Trong quá trình vận hành thì máy hoạt động êm và ổn định, nó không có xảy ra hiện tượng rung lắc hay là ồn ào làm ảnh hưởng tới không gian của ngôi nhà. Và chúng ta thấy được cái lợi ích cũng như là cái lợi thế của máy rửa chén. Thứ nhất là tiết kiệm thời gian cho bản thân chúng ta. Tất nhiên là máy rửa chén nó sẽ rửa lâu hơn, mất nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên thì nó không bị mất thời gian của chúng ta. Cái thời gian mà máy nó rửa chén thì chúng ta có thể tận dụng để làm những cái công việc khác như là công việc nhà, chăm sóc sắc đẹp hay là cho cái việc giải trí. Cái thứ hai nữa là máy rửa chén nó rửa lâu hơn và rửa bằng nhiệt độ cao, cho nên là chén dĩa hay là những cái vật dụng ở trong đây nó được đảm bảo là rửa sạch sẽ hơn so với việc chúng ta rửa tay rất là nhiều. Đó là hai cái ưu điểm mà dễ dàng nhận thấy được khi mà chúng ta sử dụng với máy rửa chén. Rồi, đối với những bạn nào quan tâm thì cái chiếc máy rửa chén Beko có mã hiệu mà mình để ở bên dưới video này nè, nó có mức giá đề xuất là 20.990.000 đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.